chào tất cả các anh em đang xem video. Thì trước mắt anh em đang là mẫu lồng trần VIP nhất, đắt tiền nhất hiện tại chỗ shop. Đó, thì khi em mua cái lồng trần mẫu số 06 này, mẫu này tên là mẫu số 06, thì anh em nào mua hàng thì vui lòng nói như thế giùm. Chứ ở đây bán nhiều mẫu lồng trần mà anh em chỉ điện đến nói mẫu lồng trần, bán cho tôi cái lồng trần không thì chả biết giao cái nào cho nó đúng ý anh em, tốn thời gian. Đây, thì khi anh em mua rồi sẽ được tặng heo dây xích chân Malai loại đắt tiền như thế này cho tất cả các anh em, cộng với 4 công an. Bây giờ xin phép tôi sẽ bỏ cái này xuống để giới thiệu cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chất liệu của cái bộ viên này là làm bằng gỗ gõ đỏ nha anh em, làm bằng tay hoàn toàn. Đó anh em thấy, những cái này đều lộng bằng tay hết chứ không có máy nào lộng cái này nha. Làm bằng tay, thủ công, đục tay. Riêng bộ cầu này cũng là cầu bằng gỗ đỏ đục tay nha anh em. Đó. Phần gỗ này thì lần này chúng tôi phối màu đỏ lên nhìn rất chi là đẹp, nan tre. Đó, gỗ gõ đỏ nha anh em, lát rất là láng tay nè. Đó, anh em thấy chà thoải mái, rất là láng. Trên cái lồng này có tổng cộng 8 con dơi, thì tôi sẽ phân tích cho anh em xem. Ở trên mặt trên này có 4 con. Chất liệu là bằng gõ đỏ chạm tay hết nha anh em. Rất chi là sắc nét. Dơi ngậm tiền nha anh em. Còn đây là những cái hộp tròn có thể xây được, được xỏ vào đây, được đính vào đây. Đó. Đây gọi dơi giống như là hộp sâu chuỗi anh em. Đó, có rất nhiều là hộp sâu chuỗi gắn vào đây. Cái lồng khá chi là đẹp, móc bằng inox ha anh em ha. Riêng về phần đít lồng thì anh em thấy là đít hứng phân bằng gỗ. Những cái mẫu khác thì đít hứng phân nó rẻ tiền hơn thì nó sẽ là đít hứng phân bằng nhựa. Riêng mẫu này đít hứng phân bằng gỗ. Bây giờ sẽ là phần đáy của nó. Anh em thấy là có 8 con dơi ở dưới đây. À, 8 con dơi trên cái lồng này, tổng cộng là dưới cái chân này là 4 con. Mặt trên 4 con là 8 con. Và đây là đít hứng phân bằng gỗ. Đây là cái chốt để chúng ta dặn ốc để tháo cái đít này ra. À, cái lồng này khá chi là nặng nha anh em. Cân nặng của cái lồng này nó tầm khoảng 5 kg, rất chi là nặng, bởi vì nó hội tụ những cái sản phẩm rất chi là đắt tiền của gỗ, cũng như là bản gỗ khá chi là dày, cho nên nó khá chi là nặng nha anh em. Cho anh em thấy cái bản gỗ rất là dày đó. Đó, cũng như là cái quay sách cũng rất chi là to. Mọi thứ trên cái lồng này làm theo kiểu là lồng đắt tiền đó. Anh em thấy mấy cái đố này rất chi là to nè, một lóng tay nha anh em. Đó, một lóng tay. Đó, anh em thấy rất chi là to, cho nên là cái lồng này khá chi là nặng cũng như là đắt tiền. Thì anh em nào thích mua mẫu lồng trần số 06 này thì khi nhận hàng thì chúng tôi sẽ nhận đặt cọc luôn. Nếu anh em nào chịu thì đồng ý thì có thể alo đến, còn anh em nào không muốn đặt cọc thì bỏ qua. Riêng cái mẫu này chúng tôi sẽ phải nhận đặt cọc trước mới bắt đầu vận chuyển đi. Đó, anh em nào thấy mình chấp nhận đặt cọc được thì anh em điện đến. Còn anh em nào thấy mình không muốn đặt cọc thì anh em vui lòng đừng điện đến, bởi vì như thế nó rất tốn thời gian của tất cả các anh em mà nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Đó, thì ở shop bán rất chi là nhiều mặt hàng, có những mặt hàng cần đặt cọc trước, có những mặt hàng không cần đặt cọc trước, chứ không phải cái nào chúng tôi cũng đòi đặt cọc. À, anh em thông cảm giùm. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video mới nhất của shop.